Tử Vi Trắng xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, nếu như trước kia người ta nói rằng phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, thì ngày nay phụ nữ hơn nhau là ở cách sống thưa các bạn. Đã xa rồi thời người phụ nữ phải sống phụ thuộc vào những người đàn ông trong gia đình. Phụ nữ ngày càng bình đẳng với nam giới trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Vì thế họ tự chủ trong cuộc sống của mình. Họ có quyền được lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc. Họ mạnh mẽ và có tiếng nói hơn bao giờ hết. Nên là một người phụ nữ khôn ngoan trong xã hội này, bạn không những có sự yêu mến, ngưỡng mộ của mọi người, mà cả đời được hưởng hạnh phúc với người đàn ông của mình. Dưới đây là 7 cách sống của người đàn bà khôn ngoan khiến đàn ông say đắm không rời. 7 cách sống của đàn bà khôn ngoan khiến đàn ông cả đời say đắm. Đàn bà hơn nhau ở cách sống. Người phụ nữ khôn ngoan giữ cho cách sống của mình khiến cho đàn ông luôn tôn trọng, say mê theo năm tháng. Thứ nhất, phụ nữ khôn ngoan sống cho bản thân đầu tiên. Người đàn bà dại khờ sẽ cột đời của mình vào đàn ông, chỉ sống vì người khác. Còn người phụ nữ khôn ngoan thì sẽ sống cho bản thân mình đầu tiên. Đàn bà khôn không phải là người ích kỷ mà là người chủ động trong cuộc sống của chính mình. Chính vì vậy mà không để bị động, để cho một ai sắp đặt hay là ảnh hưởng tới. Cách tốt nhất để phụ nữ có thể giữ chân đàn ông không phải là bám lấy họ, mà cần phải biết dành thời gian cho bản thân mình, cân bằng với thời gian dành cho gia đình. Phụ nữ mà quá sống vì gia đình không phải là tốt. Bạn phải có trách nhiệm với chính mình đã. Đàn ông họ sẽ thấy rất cảm phục người phụ nữ hy sinh vì gia đình của mình, nhưng mà chưa chắc chung thủy với người vợ bỏ quên bản thân mình chỉ vì hai chữ gia đình. Với phụ nữ, gia đình là điều hạnh phúc nhất, là điều may mắn. Nhưng mà hơn nhau vẫn là bản thân biết yêu thương và chăm sóc cho chính mình. Khi phụ nữ mà biết quý trọng, biết chăm sóc cho bản thân, thì chồng cũng sẽ yêu chiều bạn hơn. Thứ hai, phụ nữ khôn ngoan biết cách đòi hỏi. Phụ nữ từ trước cho tới nay thường là sống vì gia đình nhiều hơn, nhưng mà ít khi đòi hỏi người khác yêu thương mình. Nhưng mà một người đàn bà thông minh thì lại khác. Họ luôn muốn được đáp lại, muốn được ghi nhận và không muốn người khác xem những gì họ cho đi đều là đương nhiên. Chính vì thế, thay vì chỉ biết cho mà không được nhận, thì phụ nữ hãy học cách biết đòi hỏi để chăm sóc, yêu thương từ chồng. Thay vì một mình gánh vác cái chuyện trong nhà, hãy để chồng có thể san sẻ cùng bạn. Cho đàn ông có trách nhiệm với gia đình, vợ con cũng là cách để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thứ ba, phụ nữ sống không nên thực dụng, nhưng nên thực tế với đồng tiền. Phụ nữ sống đừng bao giờ quá phụ thuộc vào chồng, đặc biệt là về tiền bạc. Đừng bao giờ để đàn ông có cái quyền cho bạn tiền mỗi tháng. Phụ nữ kiếm ít tiền cũng được, nhưng mà cần phải độc lập trong tài chính. Phụ nữ cần chồng nuôi cũng được, nhưng mà ít nhất cần phải có tiền của chính mình. Trong hôn nhân, nếu như phụ nữ không có tài chính thì sẽ không có tiếng nói bình đẳng với chồng. Phụ nữ chăm chút cho gia đình là giỏi đấy, nhưng mà biết kiếm tiền thì lại càng khôn ngoan hơn. Hãy đầu tư và học hỏi kiếm tiền như là buôn bán kinh doanh. Không có ai nói việc kiếm tiền là riêng của đàn ông. Chính vì thế, đừng bao giờ tự giới hạn bản thân trong việc gia tăng tài chính. Thứ tư, phụ nữ biết thỏa mãn với những gì mình đang có. Người đàn bà hạnh phúc không phải là người may mắn nhất, được ưu ái nhất, mà là người biết thỏa mãn với những gì mà mình đang có. Sống hạnh phúc là một loại trải nghiệm biết đủ với những gì đang có. Phụ nữ sống cần phải thực tế thì mới hạnh phúc. Mơ mộng quá xa, quá lấp lánh chỉ khiến cho phụ nữ dễ thất vọng và khổ đau. Chuyện gì cần nhớ thì nhớ, cái gì cần buông thì đừng giữ. Bình yên trong lòng mới là điều quan trọng nhất với phụ nữ. Thứ năm, phụ nữ khôn ngoan sẽ biết đâu là đích đến mà mình cần phải vươn tới. Người đàn bà khôn ngoan không trống trong so đo, họ không muốn bản thân mình trở nên tầm thường. Quan trọng hơn là họ nhìn rõ được cuộc đời mình, biết đâu là đích đến mà mình cần phải vươn tới. Phụ nữ hơn nhau là ở cách nhìn nhận về bản thân và hạnh phúc với chính cuộc sống của chính mình. Thứ sáu, phụ nữ khôn ngoan biết tha thứ cho người khác. Với phụ nữ, tha thứ là một bài học khó nhưng mà nó rất đáng giá.
Tha thứ cho người khác, lòng bạn sẽ trở nên thoải mái hơn. Bao dung với chính mình, bạn sẽ thanh thản hơn. Sự bình yên trong tâm hồn sẽ khiến cho thần thái của phụ nữ trở nên rực rỡ hơn. Đó chính là lúc đàn bà trở nên thu hút và hấp dẫn nhất. Thứ bảy, người phụ nữ khôn ngoan sống bằng niềm vui. Ngay cả khi cuộc sống không có ưu ái cho họ nhiều niềm vui mà đầy tổn thương bất hạnh, thì họ vẫn tìm kiếm niềm vui trong mỗi ngày để tự động viên chính bản thân mình. Sống tích cực quả thực là không hề dễ. Đó là cả một quá trình chống lại những gì mà không hài lòng, bất hạnh đang xảy ra trong cuộc sống. Đó là những người mà cố vực dậy chính mình khi bị cuộc đời ngược đãi. Nhưng phụ nữ sống tích cực thì sẽ kiên cường và mạnh mẽ hơn. Bốn hành động làm tổn phúc bại lộc, phụ nữ dại vẫn làm mỗi ngày, đàn bà khôn đã bỏ từ lâu. Muốn sống một cuộc đời bình an, phúc lộc đủ đầy, phụ nữ khôn ngoan nên tránh xa những việc này, tuyệt đối đừng bao giờ xúc phạm phải, dù chỉ là một điều. Dưới đây là những hành động làm tổn phúc, bại lộc, phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm, còn phụ nữ dại vẫn làm hàng ngày, khiến cho bản thân trở nên khó chịu, nhiều khổ đau. Khi còn độc thân, cuộc sống của bạn sẽ không thuận lợi. Nhưng mà khi có gia đình, có vợ chồng thì thường xuyên cãi vã, thì bạn sẽ khổ tâm vì cái chuyện chồng con. Thế nên, người đàn bà khôn ngoan sẽ biết tôn trọng người đã sinh ra mình và người lớn tuổi hơn mình. Thứ nhất, kiêu ngạo hay khoe khoang. Đàn bà sẽ phúc tàn, đức tận khi mà khoe khoang hay là kiêu ngạo về những gì mình có. Kiểu người này thì luôn đề cao bản thân và tìm cách hạ bệ người khác. Những việc mà họ làm đều khiến cho người đời trở nên ghét bỏ. Cho nên, dù có tài giỏi tới mấy, cũng đừng mong có một cuộc sống hạnh phúc hay là giàu sang. Thứ hai, tham lam, keo kiệt, không làm việc thiện. Người phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy biết làm từ thiện, tích phúc đức để cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng hay là thoải mái hơn. Cuộc sống là phải cho đi thì mới mong được nhận lại với những điều tốt đẹp. Đừng bao giờ quá keo kiệt, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Cuộc đời rất ngắn ngủi, hãy rộng tay với những người khác khi mà có điều kiện. Nhờ đó thì bạn sẽ tích phước đức cho bản thân và gia đình nhà mình. Thứ ba, oán than về số phận, ghen ghét người hơn mình. Mỗi một người có một cuộc sống khác nhau. Có người thì hạnh phúc, có người thì đau khổ. Bạn nên nhớ một điều rằng, người ta hạnh phúc vì họ đã tích không ít công đức của mình. Thế cho nên, sống ở đời thì đừng bao giờ oán hận số phận mình, cũng đừng bao giờ ghen ghét với bất kỳ một ai. Hãy chấp nhận những điều mà bản thân mình đang có. Phụ nữ mà hạnh phúc khi mà biết đủ đầy và không mơ mộng những thứ xa vời. Thưa các bạn, người xưa có câu, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Thật vậy, mỗi lời chúng ta nói ra, nếu không cẩn thận, có thể chính là lời rước tai họa cho chính mình. Thế nên, là phụ nữ cần hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, nhất là ở chốn đông người, với đồng nghiệp hoặc ngay cả trước các mối quan hệ thân thuộc trong gia đình. Đôi khi chỉ vì lời nói lúc cao hứng, mất bình tĩnh mà bạn phải đánh đổi nhiều hơn những gì mà bạn nghĩ đấy. Dưới đây là ba lời phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không bao giờ nói ra. Sông sâu còn thấy đáy, nhưng lòng người thì khó dò. Phụ nữ khôn có ba lời tuyệt đối đừng bao giờ nói ra. Không tham gia bình luận đời tư của người khác. Là phụ nữ hãy biết cách cư xử để người khác tôn trọng mình. Công ty là một nơi làm việc chứ không phải là nơi để gỡ rối. Thứ nhất, khoe khoang về bản thân quá nhiều. Người thật tâm, chúc phúc, ngưỡng mộ bạn thì ít, nhưng mà kẻ ghen ghét, đố kỵ bạn sau lưng thì lại nhiều vô số. Mỗi khi mà bạn nhắc tới thành tích mà mình đạt được trong cuộc sống, vốn dĩ làm gì có ai thích người khác giỏi giang hơn mình cơ chứ. Đặc biệt hơn là thói quen khoe khoang quá nhiều sẽ khiến cho bạn tự cao, tự đại, không có biết sống khiêm nhường. Hữu xà tự nhiên hương. Nếu như bạn giỏi thực sự thì mọi thứ mà bạn làm sẽ chứng minh điều đó và được người đời công nhận. Thứ hai, bình luận đời tư của người khác. Thói quen dễ khiến người đi làm mắc phải chính là soi mói bàn tán về đồng nghiệp, thậm chí là sếp của mình. Thấy cô đồng nghiệp vừa ly hôn cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
Tuy nhiên nên nhớ một điều rằng, đừng nghĩ rằng bản thân mình có quyền phán xét, chê bai đời tư của người khác. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bớt một lời đi để sống bình yên. Đừng bao giờ sân si chuyện của người khác làm gì bạn nhé. Thứ ba, chia sẻ quá nhiều về đời tư. Không tham gia bình luận đời tư của người khác. Là phụ nữ cần phải biết cách cư xử để người khác tôn trọng mình. Công ty là nơi làm việc chứ không phải là nơi để gỡ rối cuộc sống của bạn. Thỉnh thoảng bạn có ấm ức hay là bực tức một chuyện gì đó, có thể chia sẻ đi, nhưng mà cũng có giới hạn. Đâu phải là chuyện vợ, chuyện chồng lục đục với những nhu cầu, có thể kể cho chị đồng nghiệp nghe, thì sau đó cái chuyện xấu này sẽ đồn thổi khắp trong công ty. Bạn hãy nhớ rằng, việc mà bạn nói quá nhiều cũng là một cách để tiếp tay khiến cho người khác nắm hết cái điểm yếu của bạn. Hậu quả có khi còn khiến cho bản thân mình bị đâm sau lưng nữa.